Dịp đầu năm thì cũng là lúc mà một số địa phương trên cả nước bắt đầu đón khách nội địa và cả khách nước ngoài trở lại. Trong tối ngày hôm qua thì buổi tối đầu tiên của năm mới 2022, chuyến bay khởi hành từ Phnom Penh, Campuchia đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên về Việt Nam kể từ khi mà đại dịch COVID-19 bùng phát. Tàu bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, chở 121 hành khách. Tất cả các hành khách đều đáp ứng quy định xét nghiệm âm tính, tiêm chủng vaccine hoặc là đã khỏi bệnh COVID-19. Chuyến bay này nằm trong kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ, chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đã được chính phủ đồng ý. Và cũng trong ngày đầu tiên của năm mới thì khu du lịch quốc gia Sapa, tỉnh Lào Cai đã đón một lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, mặc dù là thời tiết mưa phùn và có sương giá lạnh. Cùng ngày thì thị xã Sapa đã vinh dự được đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề vẽ tranh thờ người dao đỏ. Hiện nay mức độ dịch của thị xã Sapa đang ở cấp độ 1, tức là màu xanh, mọi hoạt động vẫn được triển khai bình thường. Chỉ riêng phường Cầu Mây ở mức độ đỏ, tức là vùng có nguy cơ rất cao. Các khu du lịch truyền thống tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng như là Cáp Treo, Thung lũng Tình Yêu, Vườn Hoa, núi Lang Biang cũng đón từ 1.000 đến 2.000 lượt khách trong ngày đầu năm. Trong đó thì chủ yếu là du khách đi theo nhóm nhỏ hoặc là gia đình. Khảo sát trong dịp này thì các nhà nghỉ, khách sạn, biệt thự du lịch trên địa bàn có công suất phòng đạt từ 60 cho đến 90%. Vâng, từ đầu năm mới này thì một số luật mới bắt đầu chính thức được áp dụng. Tăng tuổi nghỉ hưu, xử phạt vi phạm không đội mũ bảo hiểm và buộc phải phân loại rác. Đây là một trong những điểm thay đổi mới có hiệu lực từ tháng 1 này. Kể từ năm 2022 này, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường sẽ là 60 tuổi 6 tháng và với lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng, tăng từ 3 đến 4 tháng so với quy định trước đây. Đối với lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt, có thể nghỉ hưu muộn hơn nếu đạt được thỏa thuận với người sử dụng lao động. Cũng từ ngày 1 tháng 1 năm nay, các hộ gia đình cá nhân phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo 3 nhóm. Nhóm 1 là chất rắn có khả năng tái sử dụng hoặc tái chế, 2 là chất thải thực phẩm và 3 là chất thải rắn sinh hoạt khác. Các trường hợp vi phạm việc phân loại rác hoặc sử dụng bao bì sai quy cách có thể bị đơn vị thu gom vận chuyển rác từ chối phục vụ và bị xem xét xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ sai quy cách khi tham gia giao thông cũng tăng nặng mức xử phạt lên từ 400.000 đến 600.000 đồng, gấp đôi so với quy định trước đây. Ngoài ra, người điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí hoặc cố tình che biển số, thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Như vậy, mức phạt tăng gấp 6 lần kể từ đầu năm nay. Vâng, ngày đầu tiên của năm 2022 cũng là lúc mà luật môi trường mới có hiệu lực tại Pháp. Theo đó thì sẽ cấm đóng gói 30 loại trái cây và rau củ bằng màng nhựa tại các cửa hàng. Lệnh cấm được ước tính là sẽ giúp cắt giảm hơn 1 tỷ mặt hàng đóng gói bằng màng nhựa dùng một lần mỗi năm. Dưa chuột, chanh hay là cam ớt, cà rốt và tỏi tây nằm trong số 30 loại trái cây và rau củ bị cấm bọc trong màng nhựa ở Pháp. Một số loại trái cây mềm như là mâm xôi hay là việt quất được phép trì hoãn tuân thủ lệnh cấm để các nhà sản xuất có thể tìm giải pháp thay thế bao bì nhựa. Tất cả các loại trái cây và rau củ sẽ bị cấm bọc ni lông vào năm 2026. Ước tính thì gần 40% trái cây và rau củ bày bán ở Pháp năm ngoái được bọc bằng màng ni lông. Các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố các hình ảnh mới trên sao Hỏa do tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 gửi về. Cơ quan không gian quốc gia Trung Quốc cho biết là những hình ảnh mới này cho thấy điều kiện làm việc đa dạng của tàu thăm dò cũng như là địa hình bề mặt sao Hỏa mà tàu thăm dò chụp được. Các hình ảnh bao gồm ảnh của tàu quỹ đạo và sao Hỏa, cận cảnh tàu quỹ đạo, tảng băng trên khu vực cực bắc của sao Hỏa, cảnh quan bề mặt do tàu thám hiểm Trúc Dung chụp. Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò được phóng lên vũ trụ từ tháng 7 năm ngoái.